này xá lợi tử đại bồ tát ấy không thấy hữu tình và các pháp sanh nên tu hành bát nhã ba la mật đa vì không thấy hữu tình và các pháp diệt nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì đạt được cái không của các hữu tình và pháp nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì thông đạt các hữu tình và pháp đều chẳng phải ngã nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì thông đạt các hữu tình và pháp là không thể đắc nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì thông đạt sự viễn ly của các hữu tình và pháp nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tương ứng với không là đệ nhất, vì người nào tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thì rất đáng tôn kính, rất thù thắng không ai sánh bằng. Này xá lợi từ các đại Bồ Tát tương ưng như vậy thì có thể phát sanh đại từ đại bi và vô lượng Phật Pháp khác. Nhờ công năng này mà hoàn toàn không có tâm tạp nhiễm về san tham phạm giới, sân giận, biếng nhác tán loạn, ác vạn. Bây giờ xá lợi từ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì Đại Bồ Tát ấy từ chỗ nào sanh đến đây, từ nơi đây sẽ sanh về đâu? phật dạy tôn giả xá lợi tử nếu Đại Bồ Tát tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thì Đại Bồ Tát ấy từ cõi Phật khác mà sanh đến đây hoặc từ trời đâu xuất mà sanh đến đây hoặc từ cõi người mà sanh đến đây này sát lợi tử nếu Đại Bồ Tát tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa từ cõi Phật khác sanh đến đây thì Đại Bồ Tát ấy màu tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa nhờ nhân duyên chuyển sanh này liền đạt được pháp môn vi diệu sâu xa một cách mau chóng từ từ đó về sau luôn được mau chóng tương ứng với bát nhã ba la mật đa sanh ra nơi nào thường gặp chư phật để cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi không sót vị nào này Xán lợi tử nếu đại bồ tát tương ứng với bát nhã ba la mật đa từ có trời đâu xuất mà sanh đến đây thì đại bồ tát ấy không bao giờ quên mất sáu ba la mật mà nó luôn được hiện tiền Đối với ý, tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa cũng không quên mất luôn được hiện tiền. Này giá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát tương ưng với sáu bát nhã ba la mật đa, từ có người sanh đến đây thì Đại Bồ Tát ấy không đắc bất thối chuyển, mà căn tánh còn chậm chạp, không tương ưng với bát nhã ba la mật đa một cách mau chóng được. Đối với ý, các môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa đều chưa tự tại, khó được hiện tiền lại nữa này sát lợi tử với những điều ông hỏi nếu đại bồ tát tương ưng với Bát nhã ba làm mật đa thì đại bồ tát ấy ở đây qua đời sẽ sanh vào chỗ nào này sát lợi tử đại bồ tát ấy từ đây qua đời rồi sanh vào cõi phật khác từ cõi phật này đến cõi phật khác sanh ra nơi nào cũng thường gặp như lai ứng tránh đẳng giác cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề mà mình mong cầu không bao giờ xa lìa phật lại nữa, này giá lợi tử, có hơn đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, chỉ có khả năng làm phát sanh bốn tịnh lự, cũng có thể tu hành sáu pháp ba la mật đa, nhờ đắc tịnh lự nên sanh vào cõi trời trường thọ. Từ cõi trời trường thọ đó sanh vào nhân gian, gặp chư Phật để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen tu hành sáu pháp ba la mật đa, nhưng căn tánh còn chậm chạp, không lanh lợi sáng suốt. Lại nữa, này sán lợi tử, có đại Bồ Tát mặc dù đắc tịnh lự tu hành bát nhã ba la mật đa, nhưng không có phương tiện thiện xảo, cho nên vứt bỏ tịnh lự sanh vào cõi dục, nên biết đại Bồ Tát ấy căn tánh cũng chậm chạp, không đành lợi sáng suốt. Lại nữa, này xá lợi tử, nếu có Đại Bồ Tát, mặc dù có thể nhập bốn tịnh lượng, có thể nhập bốn vô lượng, cũng có thể nhập bốn định vô sắc, cũng có thể tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đằng giác, tám chi thánh đạo, mười lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng nhưng có phương tiện thiện xảo, không do thế lực của tịnh lự vô lượng vô sắc sanh ra, chỉ sanh vào thế giới có Phật, thường gặp như lai ứng tránh đẳng giác, không lìa bát nhã ba la mật đa, trong hiền kiếp nhất định sẽ thành Phật. Lại nữa, này xá lợi tử, có đại Bồ Tát mặc dầu có thể phát sanh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại còn có phương tiện thiện xảo, nhưng không thuận theo thế lực của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh ra, nên vẫn sanh trở lại cõi dục hoặc sanh vào đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trường giả, đại tộc cư sĩ, là vì muốn giáo hóa cho các hữu tình được thành tựu lại nữa này xán lợi tử có đại bồ tát tuy hiện nhập bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc lại còn có phương tiện thiện xảo nhưng không thuận theo thế lực của tịnh lự vô lượng vô sắc mà xanh nên vẫn xanh trở lại cõi dục cõi trời tứ đại thiên vương chúng hoặc cõi trời ba mươi ba hoặc cõi trời dạ ma hoặc cõi trời đâu xuất hoặc trời lạc biến hóa hoặc trời thao hóa tự tại là vì muốn giáo hóa cho các hữu tình được thành tựu hoặc vì muốn làm trang nghiêm thanh tịnh cõi phật thường gặp chư phật cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen không bao giờ bỏ sót lại nữa, này giá lợi tử, có Đại Bồ Tát tuy hiện nhập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, còn có phương tiện thiện xảo từ cõi này, sanh vào cõi trời phạm thiên, làm đại phạm vương có oai đức quyền lực dạo chơi các cõi Phật. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, trong đó Bồ Tát nào chưa chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì khuyến hóa cho họ để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vị nào đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rồi thì thỉnh truyền pháp luân làm lợi cho ích cho tất cả hữu tình